Xin chào tất cả mọi người, lại là mình Quyên in Japan đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn thêm các bạn một cái thẻ credit nữa nhé. Cho những bạn nào mà chưa thể đăng ký cho mình cái thẻ credit thì mọi người có thể tham khảo thêm cái video này của mình và đăng ký thử xem nhé. Đó là cái thẻ này, Seven Kado này. Nó tên là Seven Kado Kurasu nhé. Đấy, mọi người có thể đăng ký được JCB hoặc là Visa, không có Mastercard nhé. Này mình đăng ký nó là JCB. Đó, cái thẻ này nó của tập đoàn 7NI Holding. Thế khi mà mọi người thanh toán ở những cái cửa hàng của người ta ấy, thì mọi người sẽ được ưu đãi hơn nhé. Mọi người sẽ được khoản điểm là 1%. Ví dụ như là thanh toán 100 yên thì được khoản điểm 1 point, tương đương 1 yên nhé. Đó, những cái cửa hàng thế này. Cái của 7-Eleven này, Itoyo Kado này, Yokumato đây, những cái cửa hàng thế này mọi người sẽ được khoản điểm là 1% nhé. Còn lại mọi người thanh toán thông thường ấy thì sẽ được khoản điểm là 0.5%, nghĩa là 200 yên được 1 point, tương đương với 1 yên nhé. Nó không đáng mấy. Nếu bạn nào mà có nhu cầu mà đăng ký thử cho mình ấy thì mọi người hãy theo dõi phía sau đây nhé, mình sẽ hướng dẫn các bạn. Cái thẻ này thì mọi người có thể tích hợp được cả Nanoco vào đây hoặc là đăng ký riêng cũng được nhé. Tích hợp cả hoặc là đăng ký riêng tí nữa thì sau đây mọi người có thể tự chọn được nhé. Thẻ này thì mọi người có thể đăng ký được JCB này, Visa. Cái này là mình mượn của thông tin của bạn khác để mình đăng ký để hướng dẫn các bạn thôi. Còn mình thì không biết là có thù án gì với JCB ấy mà đăng ký cái thẻ nào cũng không được. À, cái này mình biết đấy, tại vì ngày xưa bên JCB người ta gọi cho mình, nghĩa là khi mà mình đăng ký thông tin của UFG ấy, cái tên tòa nhà của mình thì mình không biết đủ hết. Thế là bây giờ thông tin, nếu mà muốn thông tin của JCB chính xác ấy, mình phải ra ngân hàng của UFG để thay đổi lại, nhưng mà mình chưa có thời gian để ra. Rồi, phía sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình các thông tin cá nhân của mình thôi này, và thẻ ngân hàng, và có bằng lái xe thì chuẩn bị rồi nhé, để nhập số bằng lái xe vào. Sau khi mình đăng ký nó rất là nhanh, khoảng 15 phút sau người ta đã gửi cho mình một cái email, đó là thẩm định xong. Và sau đó 1-2 ngày là có mail là phát hành thẻ. Tầm một tuần sau là mình nhận được cái phong bì như thế này. Đó là cái phong bì mà đựng thẻ của người ta nhé. Trong này bây giờ mình sẽ mở ra, và sau này người ta có ghi, người ta có hỏi mình là đăng ký cái Netto Service của thẻ của này chưa. Cái này ở video sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé, đăng ký cái My JCB của người ta. Cái này chắc là bạn nào mà đăng ký JCB thì mới xem được cái video khác của mình thôi, video đằng sau của mình ấy. Nếu mà bạn nào visa thì mình, tại vì mình cũng đăng ký thì mình cũng không rõ nữa. My JCB đây, mình sẽ phải vào đây để theo dõi tất cả những cái thông tin liên quan đến cái thẻ này của mình nhé. Cái này bạn nào mà dùng JCB thì chắc cũng dùng My JCB hết đúng không? Thì mình chưa dùng cái thẻ này bao giờ nên mình cũng không rõ nữa. Bây giờ mình sẽ mở ra nhé. Đây là cái thẻ của nó đây. Tên thông tin của thẻ của mình. Cái này của nó là shopping của được 20 man, tổng của mình được 20 man. Và cái rút tiền mặt của mình được 10 man, nghĩa là mình có thể tiêu được 20 man hoặc là rút tiền mặt 10 man nhá. Hạn của nó 5 năm sau. Rồi xem nào. Trong này nó có tờ giống như những cái thẻ khác thôi, không biết sử dụng thẻ nhá. Liên quan đến thẻ riêng của mỗi thẻ nó không giống nhau. Cách mình tích điểm thôi. Điểm. Cái này mình vừa cho mọi người xem vào đây. Nếu mà mọi người sử dụng ở những cái cửa hàng như thế này thì được khoản điều là 1% này. Đó, còn đây liên quan đến Nanako. Nanako thì mình cũng không hiểu rõ lắm nên mình cũng không dẫn mọi người nhiều được. Rồi, bây giờ thì mình sẽ vào hướng dẫn các bạn đăng ký cái thẻ này nhá. Mình sẽ để đường link dưới phần mô tả nhá. Các bạn có thể vào đó để đăng ký luôn, hoặc là như mình đây, khi mà mình mới bắt đầu thì mình sẽ vào Google, mình đánh cái 7 Kado vào đây. Đây, mọi người vào cái trang chủ cho mình nhá. Đây nó có hai loại, một màu xanh nhạt và màu xanh đậm này. Người ta đang có chương trình khuyến mại nhá. Còn điểm là 6/7 này. Mọi người nhấn vào Kado Moshikomi cho mình. Còn mình đánh dấu ấy. Cái này mình vừa nói xong rồi nhá. Himotsuke với Itaike. Himotsuke có nghĩa là mọi người có thể sử dụng riêng được cái thẻ Nanako riêng. Còn Itaike là mọi người sẽ chung vào cái thẻ như của mình đây nhá. Chung vào cái thẻ credit của mình thì mọi người có thể chọn cho mình cái nào cũng được. Cái nào còn đều miễn phí hết nhá. Thì mọi người có thể chọn được JCB hoặc Visa. Mọi người nhấn vào phần Kado Moshikomi màu da cam ấy, thích thẻ nào thì đăng ký thẻ đấy cho mình nhá. Rồi mình sẽ chọn đến một thẻ, mình sẽ đăng ký cái JCB này nhá. Itaike, nghĩa là Nanako cùng vào nó đây này. Mình kéo xuống dưới cho mình, mình nhấn vào đôi logo này. Mình sẽ có 5 bước nhá. Đầu tiên cái này nhấn Kiboshina đi, mình nhận thông tin của bên quảng cáo. Rồi đến tên của mình Tomaji nhá.
katakana nhé, đánh cho mình. Bên dưới romaji thì mọi người sửa lại cho mình nhé. Mọi người nhớ là sửa lại phần này cho mình nhé. Đúng với tên romaji của mình. Đến ngày tháng năm sinh, chọn cho mình. Năm này, đến tháng này, đến ngày này. Sau đó là giới tính nhé. Nam hay nữ, nữ thì bên phải, nam bên trái. Nhưng mà dưới ghế, sư sư mự. Rồi nhập cho mình 7 số mã biểu điện nhà mình vào. 3 này, một bên là 4 số. Và nhấn vào phần xanh xanh ấy, nhiều gì. Chọn vào nhé, đúng thông tin thì chọn vào center cỡ cho mình. Đánh cho mình nốt cái phần còn lại nhá. Của mình là phía sau chồ, mình nên đánh thông tin còn lại nhà của mình vào đây. Bên dưới đánh lại cho mình bằng katakana phía bên trên nhé. Đến số điện thoại nhé, nhập số điện thoại của mình vào. Mình không thấy người ta gọi về đâu. Rồi kéo sang dưới. Đến nghề nghiệp của mình nhé. Này mình sẽ chọn một nghề nghiệp của mình đi. Mình sẽ chọn nhân viên thông thường này. Trên cùng. Rồi đến thu nhập một năm của mình bao nhiêu. Đánh số man vào đây nhé. Đây mình ví dụ là 300 man. Email của mình. Mọi người nhập email chính xác cho mình nhé. Hai lần. Rồi bên dưới một lần nữa đi. Rồi nhấn vào cái sư sư mượn này. Đến mục đích sử dụng nhé. Bên trên là doanh nghiệp, bên dưới là mục đích sinh hoạt, bên mình tích bên dưới. Rồi cách sinh cử, cái này mình đăng ký 50 man, nó chỉ được 10 man thôi. Mọi người có bằng lái xe không nhé? Có thì Ari, không có thì Nasi nhé. Ari phải nhập cho mình. Rồi tiếp đến, đánh tên công ty làm việc của mình vào cho mình này. Ví dụ như Kabushiki Gaisha. Mình ví dụ như Yamada đi. Bên dưới mọi người chỉ đánh cho mình cái Yamada thôi nhé. Bỏ chữ Kabushiki Gaisha đi bằng katakana. Rồi, số điện thoại của công ty mình. Người ta không gọi về đâu. Nhấn vào ghế sức sưng mượn cho mình. Tiếp tục nào. Rồi đến nhà cửa của mình thế nào nhé. Mọi người chọn cho mình một cái. Rồi có vợ chồng không này. Có thì Ari không, có thì Nasi. Con không. Rồi có sống cùng gia đình không, có thì Nasi nhé. Số người trong gia đình mà đi làm kiếm tiền. Mọi người tích cho mình 1, 2, 3 hay 4 trở lên. Có vay công ty khác không, Nasi đi. Có nhận mail không. Nhấn vào Most Common này, nên mình không nhận đâu. Tin giác thôi, nhấn vào tiếp tục nhé. Mật khẩu 4 số của thẻ 7, mọi người nhớ lại cho mình nhé. Nhập 2 lần, 4 số. Đây sẽ là mật khẩu của thẻ của mình nhé. Rồi tiếp đến là đăng ký cái mật khẩu cả chữ cả số để sau này mọi người xem cái tình trạng phát hành thẻ nhé. Nhập cho mình mật khẩu cả chữ cả số và nhớ lại nó nhé. Cho mình thêm một lần nữa ở dưới. Mật khẩu cả chữ cả số này. Thì ngân hàng liên kết thì mình sẽ chọn Zucho nhé. Bạn nào chọn cái nào thì chọn. Sau đó là nhấn vào dưới sư sư mượn cho mình. Rồi cái này Ribo, Smart Toro Ribo thì mọi người nhấn vào Toro cửa Sina nhé. Nhớ nhé, nhấn vào Toro cửa Sina cho mình. Ồ, cái này tự động nạp tiền vào Nanako. Nhấn vào Moshiko Mana cho mình. ATC bạn nào đăng ký thì đăng ký, không đăng ký thì bỏ qua nhé. Sau đó nhấn vào tiếp tục cho mình. Thẻ gia đình thì mày bỏ qua nhé. Sau nhấn vào các Kunin Game chuyển đến màn hình xác nhận nào. Mình sẽ xác nhận lại cái thông tin này nhé. Mọi người chú ý chỗ đỏ đỏ ấy, người ta chú ý mình là chữ đoạn Romaji của mình phải chính xác nhé. Mọi người không thì phải chỉnh lại cho mình. Bên cạnh nó có chữ siêu C ấy, nên mọi người để chỉnh lại nhé. Rồi kéo xuống dưới nào. Rồi nhấn vào xếp D sư sư mự nào. Mình sẽ kéo xuống dưới để thiết lập tài khoản ngân hàng để thanh toán nhé. Rồi nhập cho mình mình dư trồ nhập 3 số giữa trong 5 số đầu tiên đấy trên thẻ nhá. 3 số giữa nào. Sau đó là nhận đến số thẻ của mình vào 8 số nhá. Cả số 1 là cuối cùng cho mình. Rồi tiếp tục. Doijiko Tojiru Doisuru ở dưới nào. Nhập lại cho mình 3 số giữa 5 số đầu tiên nãy nhá. Nhấn vào sư sư mở này. Tiếp đến là nhập lại tài khoản ngân hàng, bỏ số 1 đi, 7 số thôi nhé. Rồi đến ngày tháng năm sinh của mình. 6, 2, 4, 6, 8 số. Sư sư mượn nào. Thông tin của mình nhé. Nhấn vào sư sư cho mình.
mật khẩu của thẻ Zito nhá, 4 số. Mật khẩu mọi người rút tiền đi, nhưng mà sư sư mự nhá. Rồi, xong, mình sẽ liên kết ngân hàng. Ok. Nhân vật dưới cho mình. Cái phần này liên quan đến công ty. Điện thoại thì mình sẽ bỏ qua nhá. Ta nhấn vào tiếp tục đi. Sư sư mự đi. Rồi, đã xong rồi đấy. Rồi, nhấn vào Moshikomi. Đây là mã số đăng ký của mình nhé. Mọi người nhấn vào cho mình cái phần giao cam ấy. Sau đó là nhập cho mình mật khẩu. Đây, cái phần mật khẩu cả chữ cả số vào đây. Rocking, để mình xem tình trạng phát hành thẻ của người ta nhé. Mọi người có thể xem luôn được đấy. Đây là người ta đang thẩm định nhá. Bây giờ mình sẽ ra ngoài mail. Và bây giờ thì mình sẽ vào email nhé. Đầu tiên là email. Đầu tiên là người ta đã nhận xong. Tí nữa thì mình sẽ vào cái phần đường link này để mình xem tình trạng phát hành thẻ. Sau 15 phút là người ta đã gửi cho mình một cái mail này nhá. Đó là người ta đã thẩm định xong của mình rồi này. Đó, và người ta sẽ chuẩn bị phát hành thẻ cho mình thôi. Rồi mọi người kéo xuống dưới cho mình đi. Đó, sau khi mà mình nhận được thẻ thì mình sẽ đăng ký cái MyGCB này nhá. Đây, mình sẽ sử dụng MyGCB ID này, xong rồi mật khẩu để vào. Cái này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái video tiếp theo nhá. Rồi bây giờ mình sẽ ra cái email đầu tiên để mình vào xem tình trạng phát hành thẻ. Đấy, mọi người copy cho mình cái này vào. Nhấn cho mình cái đường link này nhá, mở nó lên. Đó, dán vào, dán cái mã số đăng ký của mình vào đây. Sau đó đánh cho mình cái mật khẩu, cả chữ cả số nãy mà mình đăng ký đấy nhá. Nhấn vào OK. Rồi, người ta ghi là New Kai Hante Zero đã hoàn thành xong, thẩm định rồi. Và tiếp theo thì mình sẽ nhận được thêm, đó là sau khi đó thì mình sẽ nhìn thấy chữ Hasso Junbi Shikanryo. Người ta sẽ đã chuẩn bị phát hành thẻ cho mình rồi nhá. Sau đó là mình chỉ việc nhận thẻ thôi. Đây, và đây là cái thẻ mà mình đã nhận được đây. Và đằng sau này nó sẽ có cái mã số bí mật của nó là 2467 số. Mình sẽ sử dụng cái ba số cuối cùng nhá. Cái này nó giống như kiểu thẻ của Rakuten ấy. Đó, mã số 16 số của mình này, hạn sử dụng của mình đây. Mã số bí mật đằng sau này nhá. Rồi, cái video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là đăng ký cái MyGCB để theo dõi cái thẻ này của mình nhá. Và đến đây thì mình xin kết thúc cái video này đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha. Bye bye.